chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý có trong bản tin hôm nay. Quý 1 năm 2021, tăng trưởng kinh tế của cả nước đạt 4,48%. Xuất khẩu lâm sản 3 tháng đầu năm tăng 41,5%. Giá dầu thô đã giảm gần 2% sau khi công tác giải cứu siêu tàu chở hàng mắc cạn tại cơ trào Suez đạt bước tiến lớn. Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê quý 1 năm 2021, ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động xuất nhập khẩu hàng quá. Cán cân thương mại hàng quá quý 1 ước tính xuất siêu 2 tỷ 030 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý 1 ước tính đạt 77 tỷ 340 triệu đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 18 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, tăng 4,9%, chiếm 23,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 59 tỷ 040 triệu đô la Mỹ, tăng 28,5%, chiếm 76,3%. Trong quý 1 có 11 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 76,6% tổng kim ngạch xuất khẩu và 4 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 54,7%. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng quá quý 1 ước tính đạt 75 tỷ 310 triệu đô la Mỹ, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản tháng 3 năm 2021 ước đạt hơn 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, giá trị xuất khẩu gỗ và sản lượng gỗ ước đạt hơn 3 tỷ 699 triệu đô la Mỹ, tăng 41,5%, lâm sản ngoài gỗ đạt 243 triệu đô la Mỹ, tăng 38,4%. Các thị trường xuất khẩu gỗ và lâm sản chính gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc hiện nay chiếm 90% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản về nhập khẩu giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 3 năm 2021 ước đạt 227 triệu đô la Mỹ, lũy kế 3 tháng ước đạt 709 triệu 600 ngàn đô la Mỹ, tăng 31% so với cùng kỳ. Như vậy, giá trị xuất siêu lâm sản quý 1 năm 2021 ước đạt trên 3 tỷ 230 triệu đô la Mỹ, tăng 43,4%. Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong quý 1 năm 2021 đạt 4,48%, cao hơn tốc độ tăng 3,68% của quý 1 năm 2020 và là mức tăng khá trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, với kết quả này, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, việc đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% là thách thức lớn đây là nhận định được tổng cục thống kê đưa ra tại họp báo công bố tình hình kinh tế tại hà nội theo Tổng cục Thống kê, bức tranh kinh tế xã hội trong quý I năm 2021 có nhiều gam màu sáng, cụ thể như trong ngành nông nghiệp, năng suất lúa và sản lượng cây lâu năm đạt khá, đàn heo tiếp tục đà hồi phục, ngành công nghiệp đạt mức tăng khá 6,5%. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế với 2,37 điểm phần trăm. Bên cạnh đó, cầu tiêu dùng của người dân đã tăng trở lại, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hồi phục mạnh mẽ, các cân thương mại hàng quá quý I năm 2021 ước tính xuất siêu 2,03 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện quý 1 năm 2021 ước tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý 1 năm 2021 tăng 0,29% là mức tăng thấp nhất của quý trong 20 năm qua. Kết quả phát triển kinh tế quý tăng 4 1 tăng 4,8% là khá hơn nhiều so với tăng trưởng của năm ngoái. Và kết quả này đã minh chứng cho khả năng thích ứng, thích nghi chống chọi cú sốc của kinh tế ở Việt Nam, đặc biệt là cái cú sốc do Covid-19 gây ra. Các ngành trọng điểm trong quý 1 đã đấy dần đấy lại là tăng trưởng và tạo cái nền tảng tốt cho cái tăng trưởng của quý 2 cũng như các quý tiếp theo. Là chính phủ, thủ chính phủ, các cấp các ngành đã nỗ lực và các địa phương đã nỗ lực quyết liệt chỉ đạo điều hành ban hành nhiều chính sách giải pháp kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu thiệt hại tháo gỡ khó khăn ổn định và phát triển số kinh doanh. Thứ hai là dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt hơn nên Việt Nam đang được đánh giá là một trong những địa điểm hấp dẫn, an toàn, hiệu quả đối với nhà đầu tư nước ngoài. Thứ ba, trong năm 2020 Việt Nam cũng là một trong nước đi đầu trong tham gia nhiều hiệp định thương mại quốc tế quan trọng. Tuy vậy, theo đánh giá của Bộ Kế hoạch về Đầu tư, nhìn vào cơ cấu của GDP, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực của nền kinh tế hiện còn gặp rất nhiều khó khăn. Cần có những giải pháp bứt phá hơn trong thời gian tới mới có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 6 đến 6,5%. Cái cỡ mà 4,48% quý 1 như này thì chắc chắn là trong năm 2021 phải có quý trên 7. Thì nó mới bù được. Đấy cái còn nếu mà nếu mà các quý sau của năm 2021 mà không có quý nào trên 7 thì rất khó gánh cái phần hụt của quý 1 này. Đây là một cái đòi hỏi rất lớn mà năm 2021 thì chúng ta phải, phải tập trung theo các chuyên gia, trước mắt cần thực hiện kiểm soát tốt dịch Covid-19, nhanh chóng triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 trên diện rộng nhằm khống chế dịch bệnh, ổn định phát triển kinh tế, đồng thời tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của ngành nông nghiệp, công nghiệp, tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao cơ hội cạnh tranh và nâng cao giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu, nhất là các mặt hàng Việt Nam có lợi thế. Các bộ ngành Việt Nam tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đặc biệt cần thực hiện quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa trong việc thực thi chính sách tăng tốc độ giải ngân vốn đầu tư công. Hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong quý 1 đã có chiều hướng giảm, nhưng tính chất vụ việc phức tạp và số lượng hàng hóa vi phạm bị tạm giữ nhiều hơn. Trong tháng 3, toàn ngành hải quan đã phát hiện và bắt giữ 3.242 vụ việc vi di phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 978,8 tỷ đồng và thu ngân sách 52,56 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan hải quan cũng khởi tố 5 vụ việc, đồng thời chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 23 vụ vi phạm. Theo ngành hải quan, thủ đoạn của các đối tượng tinh chi hơn với xu hướng chuyển từ các cục hải quan, có lưu lượng hàng quá xuất nhập khẩu lớn sang các cục hải quan có lưu lượng hàng quá xuất nhập khẩu ít hơn để tránh sự kiểm soát chặt chẽ từ lực lượng kiểm soát hải quan. Trước thực trạng đó, Tổng cục Hải quan đã ban hành các văn bản chỉ đạo, cảnh báo hướng dẫn thực hiện kiểm soát hải quan trong toàn ngành, cảnh báo về thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu gian lận thương mại. Ngày 29 tháng 3, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ và dầu Brent đã giảm gần 2% sau khi công tác giải cứu siêu tàu chở hàng mắc cạn tại kênh đào Suez đạt bước tiến lớn, qua đó xoa dịu mối lo về nguồn cung. Cụ thể, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ có thời điểm mất tới 1,9%, hiện tại giá giảm 1,8% về 59,85 đô la Mỹ một thùng. chung tình cảnh tương tự, giá dầu Brent cũng giảm 1,56% về 63,5 đô la Mỹ một thùng. Trên thực tế, giá dầu đã giảm từ sáng ngày 29 tháng 3 nhưng chỉ quanh mức 0,3 đến 0,4% do triển vọng nhu cầu thế giới ảm đạm. Tuy nhiên, đà giảm đã tăng tốt sau thông tin tích cực về công tác giải cứu tàu Ever Given Chiều tối ngày 29 tháng 3 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố nước này đã thành công trong việc chấm dứt cuộc khủng hoảng tàu chở hàng mắc cạn ở kênh đào Suez. Trên các trang truyền thông xã hội chính thức của mình, Tổng thống Sisi nhấn mạnh, thế giới có thể yên tâm về lộ trình vận chuyển hàng hóa qua tuyến hàng hải quyết mạch này. Tuy nhiên, hiện có hơn 400 tàu, trong đó có nhiều tàu chở dầu đang đợi ở hai đầu kênh và dự kiến sẽ phải mất nhiều ngày mới có thể giải tỏa hết. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều nỗ lực thì cuộc giải cứu con tàu vận tải Ever Given mắc kẹt tại kênh đào Suez đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng. Con tàu đã nổi lên trên mặt nước và xê dịch gần như song song với bờ của kênh đào Suez. Đây chắc chắn là tin vui với nền kinh tế thế giới khi xét đến tầm quan trọng của con đường thủy này bởi kênh đào xuê là con đường biển ngắn nhất nối giữa châu Á và châu Âu. Nó cắt giảm thời gian di chuyển từ biển Ả Rập đến châu Âu từ 8 đến 10 ngày, tương đương 8.900 km. Điều này đồng nghĩa với việc khi kênh đào xuê được thông trở lại sẽ giúp tiết kiệm hàng tỷ đô la Mỹ. Với chiều dài 190 km, rộng 205 m và sâu 24 m, kênh đào Suez đi vào hoạt động từ năm 1869 là một trong những tuyến hàng hải đông đúc bậc nhất thế giới. Theo phòng vận tải biển quốc tế, ước tính lượng hàng hóa có trị giá khoảng 3 tỷ đô la Mỹ đi qua tuyến đường thủy này mỗi ngày. Tính riêng năm 2020, gần 19.000 lượt tàu thuyền đã đi qua kênh đào Suez với tổng trọng tải khoảng 1,17 tỷ tấn. Giá trị hàng hóa được vận chuyển qua kênh đào Suez mỗi ngày là khoảng từ 3 đến 9 triệu đô la Mỹ, bao gồm rất nhiều mặt hàng như thực phẩm, thuốc, nhiên liệu. Rất nhiều nhu yếu phẩm từ châu Á đi qua đây tới thị trường châu Âu. Sự cố này thật sự rất nghiêm trọng. Theo ước tính của công ty bảo hiểm Loris, kênh đào Suez được nối lại sẽ giúp cho nền kinh tế toàn cầu tiết kiệm được khoảng 400 triệu đô la Mỹ mỗi giờ. Những công ty vận tải biển lớn như Meras của Đan Mạch đã chuyển hướng cho tàu đi vòng qua mũi hảo vọng của Nam Phi dù chi phí cao hơn và tuyến đường dài hơn, khiến chúng mất thêm ít nhất 7 ngày hành trình. Điều này có nghĩa là họ sẽ phải mất thêm rất nhiều chi phí. Kênh đào Suez đóng vai trò như một tuyến đường dẫn chuyển dầu hai chiều quan trọng. Vì vậy, việc kênh đào này bị chặn sẽ có những tác động tiềm tàng đối với thị trường năng lượng. Tuy nhiên, khi con kênh được thông suốt thì vẫn cần có thời gian để giải phóng hết số tàu đang mắc lại. Chúng ta đều biết mỗi cảng có một công suất hoạt động nhất định và căn cứ vào đó, ban quản lý cho phép số lượng tàu phù hợp được lưu thông liên tục. Giờ một nút chặn xuất hiện ở kênh đào Suez tức là dồn ứ lượng tàu từ hai đầu kênh. Và chúng ta đang chuẩn bị thấy một sự tắc nghẽn sẽ xảy tới. Sự kiện mắc kẹt của tàu Ever Given có lẽ sẽ đi vào lịch sử hoạt động của kênh kênh đào nói riêng và lịch sử ngành hàng hải nói chung. vừa rồi là bản tin tài chính thị trường của đài phát thanh và truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.